Từ nhỏ mình đã rất là bình đẳng, mình vốn là một người rất là quyền lực trong thế giới ngầm ấy, và bắt đầu đến năm 16 tuổi thì mình trở thành một kẻ côn đồ thực sự, hút thuốc lá, cờ bạc và bắt đầu biết sử dụng đến ma túy. Đấy, thật sự tính rất là xấu. Thì sau đó trong vòng 7 năm mình sử dụng cần sa ma túy đá và cỏ ke lát ấy. Có một lần là mình sử dụng cần sa và ma túy đá trong vài ngày liền liên tục thì mình bị dịch tràn vào phổi, với cảm giác rất sợ hãi bởi cảm giác nó quá là khổ, không thở được. Nhưng mà chỉ sau 2-3 tuần bạn bè rủ rê thì cái nỗi sợ hãi đấy nó lại quên đi mất, bởi vì mình đã từng từ bỏ rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng không quá nổi 1 tháng là mình lại sử dụng lại. Thì lúc đấy mình biết rằng mình đã nghiện ma túy và từ xa mình đánh chém và gây tổn thương cho khá nhiều người. Mình cũng không nhớ rõ nhưng mà có 2 trường hợp nhất, đó là một người bị mình ra phớ chém 8 nhát mất 49% thương tích bệnh viện, và lúc đó mình bị 3 năm án treo và 5 năm thử thách. Thì tất cả mọi người xung quanh đều rất là sợ, còn anh em và những người trong giới xã hội đều rất là kiêng nể mình, cho rằng mình dám nói dám làm, có bản lĩnh dám mạnh tay trong những cuộc xử lý mâu thuẫn. Thì sau đó thì mình tham gia vào một băng đảng khét tiếng, kiểu ác nào mình cũng là đánh người, chém người, tranh cướp địa bàn, bảo kê, đòi nợ thuê, chí là buôn bán hàng cực. Mình cảm thấy rất là hãnh diện và mình đang đi đúng đường, và sau này mình nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này mình sẽ trở thành một anh lớn khét tiếng. Nhiều khi cũng tự hỏi bản thân là mình sinh ra có đời này để làm gì ấy, cứ lớn lên rồi già đi rồi chết. Người nhiều tiền thì cũng thế, và người ít tiền thì cũng vậy, đến già thì bệnh tật lên thân, chết trong cô đơn thì đau khổ. Chẳng lẽ cuộc sống chỉ nhạt nhẽo đến vậy thôi sao? Nên là tôi cũng không quý trọng cái cuộc sống và sinh bệnh của mình là cho lắm. Sau khi đọc cuốn sách này, mình đã tự hứa với bản thân là mình sẽ quay trở lại là một con người lương thiện chân chính, từ bỏ cuộc sống giang hồ để trở lại với bản tính lương thiện trước đây. Mình cảm thấy mình vô cùng may mắn khi tìm đọc được một cuốn thiên thư. Mình cảm thấy vô cùng hối hận và thương mắt về những cái điều ác mình đã làm trước đây. Đôi khi bạn bè cũng rủ rê lại mình sử dụng không, nhưng mình nhất tâm mình không muốn quay lại con đường đó nữa, mình không sử dụng. Và mỗi khi ham muốn nổi lên ấy, thì mình nghĩ mình là người tu luyện pháp luân đại pháp, mình đều có thể vượt qua. Trước đây mình hay chơi thâu đêm suốt sáng, thi thoảng lại phát dao phát kiếm đi đứng chém nhau. Mẹ gọi rằng con ơi con đừng đi. Lúc đó mình chỉ nói rằng con làm con chịu, mẹ không cần quan tâm. Bây giờ nghĩ lại thế thật là hối hận. Mình cũng muốn gửi lời xin lỗi đến mẹ, và từ đó thì mình không đi chơi thâu đêm suốt sáng nữa, và mình không cãi mẹ. Mình ở nhà có việc nhà, mình sẵn sàng giúp đỡ mẹ quét nhà, dọn nhà hay là nấu cơm cho mẹ. Thì dù có lúc nào mẹ không cháy là nổi nóng với mình cũng nhẫn nhịn. Mình cảm thấy niềm vui từ mẹ, cái nụ cười không lo nghĩ về đứa con hư hỏng, đứa con nghiện ngập. Nụ cười thật sự là mình của bản thân đại pháp thật là tốt. Cạnh những người hàng xóm xung quanh cũng vậy, có những người trước đây nói rằng là nhìn thấy mình tránh xa, hay nhìn thấy mình dù mình có làm sai điều gì chẳng ai dám nói. Nhưng bây giờ họ nhìn thấy mình họ cười nói chào chào hỏi hỏi han mình, và thậm chí là có nhiều người cùng mình tham tập pháp luân công thì thấy đại pháp cạnh những mình thì một con người rất là bất hảo, làm điều tốt. Làm điều tốt thì sẽ đắc được phúc báo, còn làm điều xấu thì sẽ tạo nghiệp. Mà đối với ai khi họ được
hạnh phúc hay những điều tốt đẹp trong cuộc sống ấy. Tức là họ là người đã làm rất nhiều việc tốt nên họ mới được một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp như vậy. Nên mình đã hiểu ra rằng nếu như mình muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn lên, không bị bất hạnh hay không đau khổ, thì mình phải trở nên thành một người tốt và tốt hơn nữa theo nguyên lý chân thiện nhẫn mà sư phụ Lý Trí dạy. Mình thực tâm mong những ai đã từng bế tắc trong cuộc sống và không tìm được ra lối thoát cho bản thân giống như mình, tắc phát và tìm được ý nghĩa của cuộc sống và tin rằng là thiện ác báo ứng.